Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài giảng số 4, oxit bao giờ không tan. Hôm nay mình sẽ làm những câu còn lại của bài giảng số 4. Rồi, chúng ta đến câu đầu tiên, đó là câu số 8. Người ta hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl 0,5m. Đây, em có khối lượng của Fe3O4 bằng 53,36g. Và em có nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0,5 m. Rồi, bước đầu tiên của bài toán này, chúng ta đi tính mol. Trong trường hợp này chúng ta chỉ tính mol được của Fe3O4 mà thôi. Các bạn bấm máy tính giúp thầy đi. Em sẽ lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng là 53,36 chia cho khối lượng mol 56 nhân 3 cộng 16 nhân 4. Bấm máy tính bằng bao nhiêu em? Đây. À, chúng ta lấy 53,36 chia cho 56 nhân 3 cộng 16 nhân 4. Rồi, ở đây mình tính được bằng 0,23 mol. Rồi, bài này cần lưu ý cho thầy một điều nhỏ nhỏ này, đó là Fe3O4 của chúng ta là hỗn hợp của hai oxit sắt là FeO và Fe2O3, được chưa? Hãy nhớ điều này thì bài toán chúng ta làm rất là dễ. Ở đây mình sẽ có phương trình như sau: Fe3O4 chúng ta đi tác dụng với, ở đây là HCl. Đối với FeO thì nó sinh ra muối sắt 2 FeCl2, còn Fe2O3 thì sinh ra muối sắt 3 cộng cho H2O. Mình đi cân bằng. Thì đây chúng ta để này, oxy chúng ta là hóa trị 2, hydro hóa trị 1. Chúng ta sẽ dựa cân bằng dựa vào oxy và hydro. Đây là 2 này, 2 x 4 là 8 này, đây là 1. Bên oxy là 8, bên đây là 1, 8 1 là 1, 8. Rồi, cái đó chúng ta cân bằng này. Bên này có 8 hydro, bên này 2 rồi, thì mình nhân 4 là được 8 này. Chúng ta nhìn thấy oxy này, xin lỗi, nhìn thấy clo này, là 8 clo. Bên này á có 3 sắc nữa. Như vậy 1 em đặt đây 2, 2 đặt đây 2. Nếu mà đặt đây 2 thì đây sẽ là 1, được chưa? 2 x 2 là 4 clo này, cộng 3 clo là 7. Như vậy không được, như vậy chúng ta làm ngược lại. Đặt đây 1 và đây sẽ là 2. Kiểm tra lại clo này. Bên này 2 clo, 2 x 3 là 6, 2 cộng 6 là 8 clo, được chưa? Về trạng thái thì em phải xác định rõ trạng thái luôn. Thế nên trạng thái rắn này, thế nên trạng thái dung dịch. Đây là dung dịch, đây là dung dịch. Đó, số mol thằng này là 0,23 mol, 0,23 mol. Chuyển qua đây, nhân cho 8 thì thằng này sẽ là bao nhiêu? 0,23 em nhân cho 8. Rồi, 1,84. Rồi bên này là 0,23, đây là 0,46. Nước thì không cần tính. Rồi, đây là chúng ta chuẩn bị sơ bộ, sau đó chúng ta mới làm theo yêu cầu này. Cái da này, tính thể tích dung dịch axit cần dùng. Để làm được cái da này, thầy xin nhắc cho bạn như sau. Ở đây người ta cho chúng ta nồng độ mol. Như vậy để tính được thể tích dung dịch, chúng ta sẽ lấy mol chia cho nồng độ mol, đúng chưa? Như vậy mình có này, mol HCl theo phương trình là bằng 1,84 mol này. Rồi, nồng độ mol của HCl này là bằng 0,5 m này, được chưa? Như vậy để tính được thể tích dung dịch HCl thì em lấy mol chia cho nồng độ mol. Mol là 1,84, nồng độ mol là 0,5. Rồi, mình tính cho thầy bằng bao nhiêu? 3,68 này. Ok, 3,68 đơn vị là lít. Chúng ta hết câu A, được chưa? Chúng ta đến lít B. Yêu cầu chúng ta là tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau vẫn, biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Rồi chúng ta nhìn này, sau vẫn tức là sau dấu mù tên. Sau dấu mù tên chúng ta có một chất, hai chất và ba chất. Thì FeCl2 chúng ta là gì? Là dung dịch, thằng đây là dung dịch này. Còn nước của chúng ta không phải là dung dịch, vì nó nằm trong dung dịch rồi.
Như vậy chúng ta tính nồng độ mol của FeCl2 và FeCl3. Mol thì có rồi đúng không? Mol thì có rồi, nhưng mà thể tích thì chưa có. Ở đây để yêu cầu chúng ta là thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Được chưa? Khi em gặp điều này thì em nhìn này, thể tích dung dịch đằng sau, được chưa? Là bằng thể tích dung dịch đằng trước, mà đằng trước thì chỉ nằm trong HCl thôi. Như vậy câu B chúng ta xử lý như sau này. Đầu tiên em sẽ đi tính thể tích của dung dịch sau phản ứng. Vì thể tích thay đổi không đáng kể thì V dung dịch sau phản ứng bằng V dung dịch trước phản ứng, mà trước phản ứng của chúng ta là V dung dịch HCl, và bằng 3,68 lít nha. Ở đây bằng 3,68 lít. Rồi. Khi đó chúng ta sẽ có này, mình có mol của FeCl2 rồi, mol FeCl3 rồi. Khi đó chúng ta tính nồng độ mol là xong. Nồng độ mol của FeCl2 sẽ bằng, và nồng độ mol của FeCl3 bằng. Chúng ta sẽ lấy số mol là 0,23 chia cho thể tích em. Thể tích đây 3,68. Rồi, của thằng này là số mol là 0,46. Công thức thì thầy ghi trên này rồi, thầy không ghi lại nữa. Rồi, chia cho gì? Chia cho thể tích dung dịch là bằng 3,68. Rồi, em tính giúp thầy đi. Lấy 0,23 chia cho 3,68. Rồi, ở đây mình tính được là bằng 0,0625 m. Còn nếu bạn nào để ý thì chúng ta sẽ như sau. Mình lấy 0,46 này, mình chia cho 3,68. Còn cái thứ hai thì em có thể lấy cái nồng độ này nhân 2 lên được. Lấy nồng độ của FeCl2 nhân 2 lên, vì 0,46 là gấp 2 lần 0,23. Rồi, ở đây mình tính là bằng 0,125 m. Đó, như vậy chúng ta hết câu này. Rồi, câu này thì như vậy thôi. Chúng ta đến câu tiếp theo. Đó là câu số 9. Chúng ta có câu 9 như sau. Ở đây người ta cho chúng ta là 16 gram Fe2O3. Chính này vừa trước giải rồi thôi, mình bỏ qua đi. Chúng ta làm câu số 10. Để hòa tan vừa đủ 8 gram Fe2O3, người ta cho khối lượng của Fe2O3 là bằng 8 gram. Người ta cho khối lượng dung dịch HCl là bằng 200 gram. Rồi, điều cầu chúng ta là tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl. Chúng ta nghe câu nào thì thầy sẽ phân tích công thức tới đó. Để tính được nồng độ phần trăm thì chúng ta lấy khối lượng chất tan chia cho khối lượng dung dịch, nhân cho 100%. Rồi câu B, tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. Nồng độ phần trăm thì cũng y vậy luôn đúng không? Mình cũng dùng công thức này. Rồi, ở đây chúng ta có như sau này. Trong hai chất này thì chúng ta sẽ tính được mol của một chất thôi, đó là tính được số mol của FeCl3, Fe2O3. Em sẽ lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng là 8 này. Khối lượng mol 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3 bằng bao nhiêu đây Nhật Vinh ơi? Tính là thầy. Tính đi. Bằng 160. Hỏi cái câu cuối cùng chứ hỏi cái mẫu đâu. Để em xí thầy. Rồi, câu phải 05. Rồi, cái đó thì chúng ta biết là gì? Giữa Fe2O3 và HCl chúng ta có phần với nhau. Đây là tính chất duy nhất của oxit bazơ không tan. Fe2O3 chúng ta là oxit bazơ không tan, sẽ tác dụng được với duy nhất một chất, đó là axit. Axit thì chúng ta thường có hai chất là HCl và H2S4 loãng. Ở đây mình khảo sát HCl. Bản chất là sắt kết hợp với clo, còn gì? Oxy kết hợp với hydro. Quan trọng ở đây là sắt đây hóa trị mới. Thì người ta có này,
Oxy hóa trị 2, 2 nhân cho 3 là 6 này, 6 chia 2 thì thằng này hóa trị 3 này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có công thức giữa sắt với clo. Sắt hóa trị 3, clo hóa trị 1, FeCl3 cộng cho H2O. Rồi mình ghi cân bằng này. Bên này 2 sắt thì 2 2 sắt này. 2 nhân cho 3 là 6 clo, chúng ta đặt đây 6 clo này. 6 hydro. Bên này 2 rồi, mình đặt 3, cái đủ 6 hydro. Rồi. Mình có số mol của thằng này là 0,05 mol. 0,05 mol. Rồi chúng ta chuyển qua đây. 0,05 mình nhân cho 6 thì thằng này là 0,3 mol. Này là 0,1. Em lấy 0,05 nhân 2 chia 1. Cách trình bày này cho nó gọn. Chứ hóa lớp 9 phải trình bày lùm thùm nó mệt lắm. Thằng này là 0,15 mol. Tuy nhiên thông thường là nước chúng ta sẽ không chuyển, bởi vì hầu như là nước người ta sẽ không hỏi. Rồi, thầy mời Hiệp làm cho thầy câu A đi. Để tính âm độ phần trăm của dung dịch HCl, em dùng công thức là C phần trăm bằng M chất tan trên 10 dung dịch nhân 100%. Thầy hỏi là M chất tan có chưa? M dung dịch có chưa? Như vậy là tính M chất tan bằng mol nhân M lớn. Rồi, tính khối lượng HCl bằng mol nhân M lớn, rồi. Bằng 0,3 nhân 36,5. Ok, 0,3 nhân cho 36,5. Rồi bằng bao nhiêu? Bằng 10,68. 10,68 rồi gam. Rồi tiếp. Mời dung dịch để cho chưa? Mời dung dịch là 200 g. Rồi ok, giờ tính phần C phần trăm luôn. C phần trăm của HCl bằng gì? Bằng khối lượng HCl trên khối lượng dung dịch HCl. Đúng rồi. Rồi, ráp vào. Rồi bấm máy tính cho thầy luôn. 5,34% chia cho 200 nhân cho 100%. Ở đây bản tính là 5,34. Ok, chính xác. Ở bản tính bị nhầm đúng không? Thì mình tải đi. Cái này tải đi. Cái này tải đi. Rồi tính lại cho thầy bằng nhiêu em? Bằng 5,475%. 10,95 này. Rồi đây là 10,95 chia 200 nhân cho 100%. Rồi bằng bao nhiêu em? 5,475%. 5,475. Rồi ok, cảm ơn em. Bây giờ tính cho chính xác tí em nha. Rồi, chúng ta đến ý B. Chị Minh tương tác giúp thầy. B này, tính âm độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Dung dịch sau phản ứng là dung dịch nào chị Minh ơi? Dạ là HCl. Dung dịch sau phản ứng mà. Thế nên là rắn nè. HCl là dung dịch trước phản ứng em. Còn FeCl3 là dung dịch sau phản ứng này. Được chưa? Rồi em làm cho thầy B đi. Minh ơi. Đây là C phần trăm FeCl3. Rồi thì bằng M chất tan cho M dung dịch. M chất tan có chưa? Dạ là M chất tan có chưa? Chưa. Như vậy em tính được M chất tan không? Dạ có. Rồi khối lượng FeCl3 bằng cái gì? Và khối lượng dung dịch FeCl3 bằng cái gì? Sau đó chúng ta sẽ đi tính C phần trăm thế thôi. Đầu tiên là khối lượng cho tan trước đêm. Thì bằng 0,1 nhân cho. Rồi bằng mol nhân M lớn, mol là 0,1. Rồi nhân cho. Sắc bao nhiêu? Sắc 5. Sắc 56 này. 56. Clo là bao nhiêu? Quên rồi, 35,5. Nhân 3, lại tính cho thầy bằng bao nhiêu? Tính bằng bao nhiêu em? Là bằng 16,25 thầy. Rồi ok. 16,25. Rồi chính xác em nha, 16,25. Rồi. Đây là M chất tan, em cần phải tính gì? M dung dịch nữa là xong.
M dung dịch của FeSL3 được tính như thế nào? À, chúng ta biết không ạ? Đây, thầy chỉ cho này. Để tính được M dung dịch của FeSL3 thì em lấy khối lượng ở này, là khối lượng trước phản ứng là Fe2O3 này, cộng cho khối lượng dung dịch HCl này, trừ khí tụa sau phản ứng. Sau phản ứng chúng ta không có khí, không có tụa, điều này chúng ta khỏi trừ, được chưa? Rồi, bạn làm cho thầy đi Minh ơi. Giờ em lấy khối lượng trước phản ứng này, là khối lượng của Fe2O3 này, được chưa? Cộng cho khối lượng dung dịch HCl này, là trước phản ứng này. Rồi chúng ta trừ đi khí tụa đằng sau phản ứng, chúng ta tới sau phản ứng này thì thằng này dung dịch, nước nó nằm trong dung dịch rồi, không trừ. Rồi đáp số cho thầy đi. Thằng này bao nhiêu? 8. Thằng này nhiêu? 8 cộng hết 200. Ok, bằng nhiêu? 208. Rồi tiếp tục em. Giờ C phần trăm của FeCl3. Đúng rồi, C phần trăm của FeCl3 sẽ dùng theo công thức nào đây? Là bằng MFeCl3. Lấy khối lượng cho tan FeCl3 rồi. M dung dịch FeCl3. Rồi nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100. Đây, bấm máy tính đi. Thầy đáp số cho. Khối lượng FeCl3 đây 16,25. Rồi, chúng ta chia cho M dung dịch là 208. Nhân cho 100%. Bao nhiêu em? Vậy là 7,8125. Rồi, tôi thử kiểm tra. 16,25 nhân cho 100 chia 208. 7,8125. Rồi, ok, cảm ơn em. 7,8125%. Rồi, ok. Rồi chúng ta chuyển qua câu tiếp theo. Câu số 11. Rồi, ở đây đề cho như sau. Cho 72 gram FeO tác dụng với 100 gram dung dịch 224,98%. Rồi, câu này thì nó hơi khó một xíu. Thì bạn nghe thầy phân tích đề đây. Bước đầu tiên em phải tóm tắt đề là đề cho có gì đã. Ở đây đề cho chúng ta là khối lượng của FeO là bằng 7,2 gram. Để cho chúng ta là M dung dịch của axit 22L4 là bằng 100 gram. Và C phần trăm ở đây, được chưa, là bằng 9,8%. Rồi à, chị ơi, thầy hỏi em là trong cái bài toán này chúng ta tính được bon của bao nhiêu chất? Dạ, mol của FeO. Rồi, đầu tiên em tính mol FeO. Dùng công thức nào? Bằng khối lượng bằng 7,2 chia. Rồi, bấm đây. 56 cộng 16 bằng 7,2. Rồi. Từ học. Có phải 1. Ok, không phải 1 mol. Rồi, thầy hỏi em nữa. Ở đây em có tính được bon của H2L4 hay không? Được không thầy? Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bạn nào cho thầy biết là bạn nào có thể tính được bon của H2L4 nào? Chúng ta tính được đấy. Để cho bạn tính không được là chứng tỏ là bạn làm sai rồi. Bạn nào tính được cho thầy số bon của H2L4 bằng bao nhiêu? Số mol của H2O4 này chắc quên công thức rồi đúng không? Bạn nào nhớ được công thức tính số mol nào? Công thức này thông thường mấy đứa hay quên lắm. Thầy nhắc luôn này, chúng ta sẽ lấy khối lượng dung dịch này nhân cho C phần trăm này chia cho 100% M lớn. Bây giờ tới công thức này, nếu lấy M dung dịch nhân C phần trăm, bây giờ chia cho 100% là ra M cho tan. Rồi lấy M cho tan cho M lớn thì ra mol. Mình gom hai công thức lại vô một. Chị nhớ lại cho chị ơi. Ok thầy. Rồi, đáp số cho thầy đi. Em bấm máy tính đi. Đây là 100 này.
C phần trăm là 9,8 này, chia cho 100, m lớn của thằng này là 98. Rồi, nhẩm được chứ cần gì? Bao nhiêu? Trăm chứ trăm là hết. Không. Không phải mấy. 0,1. Ok, 0,1 mol. Rồi, cảm ơn em. Rồi, khi đó chúng ta có phương trình phản ứng như sau. Đó là FeO đi tác dụng với H2SO4. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành FeSO4 cộng cho H2O. Rồi. Rồi, chúng ta để ý cho thầy một chút xíu về cái nồng độ phần trăm của H2SO4. Người ta cho chúng ta là 9,8%. Được chưa? Đây là dung dịch H2SO4 loãng, bởi vì nồng độ của H2SO4 đặc là 98%. Hãy nhớ điều đó. Nếu mà là H2SO4 đậm đặc thì câu này nó sẽ có một chiều hướng khác rồi. Rồi. Rồi sau đó chúng ta đi xác định trạng thái. Mời Quang xác định trạng thái cho thầy. Quang hả thầy? Dạ vâng. Dạ chắc gì kim loại. FeO là chất rắn hay là chất rắn này. Ok, rắn. H2SO4 là gì? Là dung dịch. Rồi. FeSO4. Dung dịch. Rồi, nước thì chắc chắn nằm trong dịch rồi, khỏi cần xác định. Rồi. Khi em có số mol của hai chất đó là FeO và H2SO4 là hai chất tham gia phản ứng, thì bài này chúng ta sẽ tiến hành dùng phương pháp là phương pháp so sánh mol, được chưa? Mình sẽ tiến hành so sánh mol. Đây là cái số mol ban đầu này. Đây là số mol phản ứng và đây là số mol sau phản ứng. Rồi, mol FeO ban đầu là 0,1 mol. Thằng này là 0,1 mol. Rồi, mình sẽ tiến hành so sánh mol. Chúng ta nghe kỹ. Chúng ta lấy cái mol ban đầu là 0,1 chia cho hệ số phương trình là 1 là bằng 0,1. Thằng này cũng vậy, 0,1 chia cho 1 là bằng 0,1. Khi mình so sánh mol là hai thằng này bằng nhau, được chưa? Hai thằng này bằng nhau dẫn đến là gì? Cả hai phản ứng hết. Phản ứng hết có nghĩa là gì? Có bao nhiêu phản ứng bấy nhiêu. Như vậy có 0,1 thì phản ứng 0,1 và sau phản ứng là hết này. Thằng này là 0,1 này. Thằng này hết này, được chưa? 0,1 thì đây là 0,1 này. Và đây là 0,1 này. Đó, chúng ta đang tiến hành so sánh mol. Để so sánh mol thì ta dùng phương pháp 3 dòng. Được chưa nào? Sau khi chúng ta so sánh mol xong thì em mới khẳng định cho thầy là sau phần em thu được cái gì? Chúng ta để ý này. Sau phản thì hai chất ban đầu chúng ta đều là bằng 0. Điều chứng tỏ là gì? FeO hết. H2SO4 hết. Tiếp tục. Mình sẽ tạo thành đó là FeSO4 có số mol ở đây là 0,1 mol. Còn nước của chúng ta thì không cần phải liệt kê ra, bởi vì đề sẽ không bao giờ hỏi. Rồi, sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta đến với A này. Tính khối lượng chất dư. Thầy mời Vinh làm cho thầy ý A. Khối lượng chất dư bằng bao nhiêu em ơi? Em biết thầy ơi. Rồi chúng ta để ý là sau phản là cái gì? Cả hai chất đều gì? Đều hết, điều này chứng tỏ là gì? Khối lượng chất dư là bằng mấy? Hả? Do nè, FeO hết. Gì nữa? Và gì? H2SO4 hết. Chúng ta nhìn nha. Dư hay không là do hai chất ban đầu này, mà sau phản ứng thì hai chất đều là bằng 0, không mol. Thì điều này chứng tỏ là sau phản ứng không có chất dư. Được chưa? Hay nói khác là gì? Suy ra M dư là bằng mấy? Bằng 0, vì không có thằng nào dư cả. Được Vinh ơi? Dạ được thôi. Rồi câu B. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Đây mời, sau vựng chúng ta có hai chất FeSO4 và nước, thì FeSO4 chúng ta là gì? Là dung dịch, đúng không ạ? Mời điều cầu chúng ta tính muối thu được sau vựng là muối của thằng này đây. Câu B. Thầy mời An tính giúp thầy tính khối lượng của FeSO4. Thầy bằng N nhỏ nhân M lớn. Rồi, N nhỏ nhân M lớn bằng 0,1
nhân 56 cộng 32 cộng 16 nhân 4. Rồi ok. Bằng bao nhiêu? Ok, cảm ơn em. Chính xác 15,2 gram. Rồi chúng ta đến IC. IC yêu cầu như sau này. Đó là gì? Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sau vỡn. Sau vỡn dung dịch tạo thành là dung dịch FeSO4. Được chưa? Mà ở đây chúng ta biết là gì? Chúng ta đã có khối lượng chất tan rồi, là khối lượng của FeSO4 rồi. Chúng ta cần tính cho thầy M dung dịch của FeSO4 nữa là xong. Thầy mời An Nguyên tính giúp thầy. Câu C em. Em đi tính khối lượng dung dịch FeSO4 em tính theo công thức nào? Dạ. Em đi tính khối lượng dung dịch FeSO4 thì em được tính như thế nào? Dạ. M chất tan trên. Đây là tính xe phần trăm rồi. Em hiểu không? Em phải tính gì? Em phải tính M dung dịch mà. Em có biết không? Thầy nhắc lại nè. Thầy nhắc lại nha. Để tính được M dung dịch sau vỡ, em nhìn thấy chưa? M dung dịch sau vỡ đây nè. Rồi mình sẽ lấy trước phản ứng. Trước phản ứng là có hai chất, đó là FeO trạng thái rắn, lấy khối lượng này cộng cho khối lượng dung dịch H2O4 là ra M dung dịch. Đây là khối lượng trước phản ứng trừ đi khí tủa sau phản ứng. Sau phản ứng thì nước chúng ta không trừ, bởi vì nước chúng ta không phải là gì, không phải là khí, không phải là tủa, hiểu không ạ? Rồi em ráp vô cho thầy đi. Rồi M dung dịch sau phản ứng bằng gì? 7,2. Ráp tức đã sẽ bằng khối lượng của FeO đúng không? FeO cộng cho M dung dịch H2SO4. Rồi đáp vào đi. 7,2 cộng 100 rồi bằng 107,2 đúng không? Rồi tính cho thầy xem phần trăm luôn đi. C phần trăm của FeSO4 sẽ bằng M chất tan M FeSO4 chia cho gì? M mà dung dịch FeSO4. Rồi đáp số đi em. Bấm máy tính cho thầy đi. Thầy đáp cho. M chất tan đây 15,2 chia M dung dịch là 107,2 nhân cho 100%. Rồi tính cho thầy bao nhiêu? Dạ, 14,18. 14,18. 14,18. Rồi phần trăm. Rồi cảm ơn em. Rồi chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Rồi, câu số 12. Rồi câu số 12 của chúng ta như sau. Đầu tiên là em phải tóm tắt cái đề đã. Tức là chúng ta ghi số liệu để tí nữa chúng ta không nhìn lại đề nữa. Tức chúng ta nhìn lúc đầu luôn. Ở đây người ta cho chúng ta là 23,2 gram Fe3O4. Như vậy người ta cho khối lượng Fe3O4 là bằng 23,2 gram. Người ta cho M dung dịch và C phần trăm của HCl. Đầu tiên là M dung dịch HCl. Rồi C bằng 100 gram và C phần trăm của HCl bằng 36,5%. Rồi bài này chúng ta sẽ tính được số mol của bao nhiêu chất. Thầy mời Vy đi. Ở đây mình tính được số mol của bao nhiêu chất em? Em có biết không? Dạ. Em sẽ tính được số mol của Fe3O4 nè. Hai chất thầy. Rồi bằng bao nhiêu?
Lấy khối lượng chia khối lượng mol đúng không? Dạ. Khối lượng là bằng 23,2. Khối lượng mol sắt bao nhiêu, oxy bao nhiêu? Sắt 56, oxy 23 á. Đúng rồi. 32. Oxy 16 chứ. 16. Rồi bấm máy tính đi. Bằng bao nhiêu mol? Bằng bao nhiêu mol? Không phải một phải. Ok. Em tính được số mol của HCl không? Tính được số mol của HCl hay không? Là được thôi. Dùng công thức nào? Công thức nào nãy dạ. Mình làm á? Công thức là gì? M dung em, dịch nhân cho biết. Em trai cho thầy cái quyển sách lý thuyết á, công thức số 15 á. M dung dịch nhân C dạ. Phần trăm chia cho 100% mà lớn. Được chưa? Dạ. Ngồi đó vào. M giống như là 100, C phần trăm là 36,5, chia cho 100%. M lớn của HCl, H là 1, K là 35,5 thì nó là 36,5. Bài bao nhiêu vi? Dạ em đang tính rồi. Vậy đây tính làm gì? Bằng nhau, bằng 1. Tử số và mẫu số giống như nhau mà. Dạ. Rồi cảm ơn Thảo Nguyên. Thảo Nguyên ạ. Ở đây tôi hỏi bạn đó là cái Fe3O4 là được cấu tạo từ những oxit nào? Trả lời em. Như thầy, Fe3O4 là oxit bao giờ không tan. Rồi, nó được cấu tạo từ oxit nào với oxit nào? Được tạo từ FeO và Fe2O3. Đúng rồi, cái điều này phải rõ để chúng ta làm cho nó dễ. Rồi ok, tiếp theo em sẽ có phương trình. Phương trình đây là gì? Fe3O4 cộng với HCl. Rồi, tạo thành gì em à? Tạo thành FeCl2. Rồi, cộng cho FeCl3. Rồi, cộng cho nước. Rồi, để cân bằng phần này thì em cân bằng dựa vào đâu? Dựa vào sắt, dựa vào oxy và hydro. Đây, oxy hóa trị mấy? 2 × 4 là bao nhiêu? 8. Hydro đây hóa trị mấy? 1. Là 81. Bây giờ là gì? 18. Rồi ok. Bên đây mình có 8 hydro, đây 2 rồi, thì đây bao nhiêu là được? 4. À, 4 rồi. Bây giờ chúng ta đang có 3 sắc này, hiểu không? Mà đây 1 sắc, đây 1 sắc. Như vậy có 2 khả năng. Một, mình đặt đây 1, mình đặt đây 2. Hoặc là ngược lại. Được chưa? Rồi, mình làm mình đặt như thế nào đây? Đặt 2 ở FeCl3. Rồi, cảm ơn. Vì sao cái thầy tính này? Mình đặt đây là 1 sắc này, đây 2 sắc thì là tổng là 3 sắc này, clo này. Bên đây là 2 clo. 2 x 3 là 6 clo, là 8 clo. Đây 8 clo đủ này. Được chưa? Được chưa em? Còn nếu mà làm điều ngược lại thì nó có 7 clo thôi à. Dạ. Rồi. Rồi chúng ta có như sau này. Ở đây mình cái trạng thái là mình cần phải rõ ràng cho thầy nha. Còn không rõ trạng thái là sau này sẽ khổ cho em đó. Đây là rắn này. HCl chúng ta là dung dịch này. Vì sao vậy? Vì clo chúng ta kết tụ khi gặp bạc và chì. Sắt này là dung dịch này. Cụ thể là sắt là dung dịch màu xanh này. Còn FeCl3 này là dung dịch màu vàng này. Được chưa? Đó. Còn nước thì có trong dung dịch rồi. Ở đây mình để là mình có số mol của hai thằng, đó là Fe3O4 và số mol của HCl. Thì mình sẽ tiến hành so sánh mol theo phương pháp 3 dòng. Đây là số mol ban đầu, viết tắt là BD. Tiếp tục, số mol phản ứng và cuối cùng là số mol sau phản ứng. Sau khi so sánh mol xong thì em khẳng định là sau phản ứng em thu được cái gì?
Dạ, sau phưởng thu được cái gì? Dạ, đó. Sau phưởng thì Fe3O4 dạ, dư 2 hết. HCl dư 2 hết. Rồi. À, mol của FeCl2 tạo thành là bao nhiêu mol? Được chưa? Và mol của FeCl3 tạo thành là bao nhiêu mol? Được chưa? Cái bước này cần phải rõ ràng cho thầy. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta tiến hành so sánh mol. Ở đây mình đã có số mol của thằng này là 0,1 mol, thằng này là 1 mol, em thế vào đây. 0,1. Và đây là 1. À, mình sẽ so sánh mol bằng cách mình lấy cái số mol mình chia cho hệ số trong phương trình. Chúng ta bấm máy tính này. Ở đây bạn bấm chế độ cho thầy mau 5 1 để chúng ta có bấm được nhiều phép tính hơn. Được chưa? Trong đây chúng ta rất là nhiều phép tính. Rồi 0,1 chia cho 1 là 0,1 này. Mình lấy 1 của clo của HCl chia cho 8 là số trong phương trình. 1 chia cho 8. Rồi thì chúng ta nhận thấy như sau. Ở bên Fe3O4 chúng ta lấy cái số mol ban đầu là 0,1 chia cho hệ số trong phương trình là 1 thì số mol nó bằng 0,1. Còn bên này, thấy chưa? Bên này chúng ta lấy 1 chia 8 thì số mol của HCl ở đây là 0,125. Như vậy mình nhận thấy là 0,1 và 0,125 thì 0,125 lớn hơn. Điều này chứng tỏ là gì? Điều này chứng tỏ là sau phản ứng thì cái phản ứng thì thằng Fe3O4 sẽ phưởng hết, tức là có bao nhiêu phưởng bao nhiêu. Được chưa em? Để tính được số mol HCl phản ứng và số mol của sản phẩm thì em làm như sau. Em nghe thầy nói. Em lấy số mol nó là 0,1 phưởng này, em nhân cho 8 chia cho 1. Thấy chưa? Là bằng 0,8. Chúng ta lấy 0,1 này nhân 8 này chia 1 thì bằng 0,8 này. Tiếp theo em tính số mol bên này thì nó tỷ lệ bằng nhau, thì thằng này 0,1. 0,1 nhân 2 chia 1 là thằng này 0,2. Vậy thôi, được chưa? Như vậy đây chúng ta lấy 1 trừ đi 0,8 thì thằng này còn lại là 0,2. Thằng này 0,1. Thằng này 0,2. Rồi, như vậy sau phưởng thì Fe3O4 chúng ta là gì? Bằng 0. Tức là sau phưởng nó phưởng hết. Tiếp. HCl chúng ta dư. Em nhìn nha. Dư hay không là chúng ta so sánh với hai chất ban mấy chất ban đầu này thôi. Còn sản phẩm chúng ta là không bao giờ dư, vì làm gì có ban đầu mà dư. Được chưa? Như vậy HCl dư đây là 0,2. 0,2 mol. FeCl2 chúng ta tạo thành ở đây là 0,1 mol. Rồi. FeCl3 chúng ta tạo thành ở đây là 0,2 mol. Em ơi, thầy nói lại nha. Cái 0,8 và 0,2 này đó hả? 0,8 này là cái gì? 0,8 này là cái lượng tham gia phản ứng, còn 0,2 này là gì? 0,2 là cái thằng sau phản ứng, đó là lượng còn dư. Thấy chưa? Thì nói lại này. Để bài toán này là chúng ta có số mol của hai chất ban đầu là số mol của Fe3O4 và số mol của HCl. Được chưa? Thầy dùng màu khác để bôi cho bạn dễ nhìn nè. Đây, mình có số mol của hai thằng này. Được chưa em? Đây, để cho là 0,1 và 0 mấy và 1 mol này. Khi mình có số mol của hai chất ban đầu thì chúng ta tiến hành so số mol. Được chưa? So số mol như sau, em lấy 0,1 này. Được chưa? Em chia cho hệ số phương trình là số 1 là bằng 0,1. Em lấy 1 em chia cho 0,8, chia cho 8 là bằng bao nhiêu đó? 0,125. Như này thì bấm máy tính. Thì dẫn đến HCl chúng ta là lớn hơn. HCl lớn hơn hay nói khác là gì? Ở trong trường hợp này so sánh mol thì sau phưởng HCl chúng ta còn dư. Và gì? Fe3O4 chúng ta là hết. Được chưa? Hết có nghĩa là gì? Bên trên này phưởng là 0,1, em hiểu không? Phưởng 0,1. Thì dưới này sẽ là gì? Có bao nhiêu thì phưởng bấy nhiêu. Và sau phưởng nó hết. Rồi, để tìm những chất còn lại thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, để tìm những chất còn lại em sẽ làm như sau. Em lấy 0,1 này. Em nhân 8 này chia 1 thì thằng này bằng 0,8 này, hiểu không ạ? Rồi, ban đầu là 1 mol mà vẫn 0,8 thì còn lại là 0,2. Còn mấy thằng này là sản phẩm tạo thành thôi. Lấy 0,1 nhân 1 chia 1 là bằng 0,1. Nha, 0,1 nhân 2 chia 1 thì bằng 0,2. Được chưa? Rồi, chúng ta đến ý đầu tiên đấy nha. À, tính khối lượng chất dư sau phản ứng. Câu A. Thầy mời Khoa tính giúp thầy nào. Khối lượng chất dư là chất nào dư em?
Thằng nào dư em? Đây. HCL dư. Rồi tính khối lượng HCL dư thầy đi. Lấy mol, mol là đây dùng 108 hay là 02? Dạ 02. À, sao không dùng 1 và không dùng, tại sao không dùng 08? Dạ 08 là phải ứng. Rồi 1 là ban đầu đúng không? Dạ. 02 là dư rồi, ok. Lấy mol dư nhân cho ML HCL là 36,5. Bao nhiêu em? 7,3 thôi. Rồi cảm ơn em. 7,3 gram. Rồi chúng ta hết ý A em nhé. Chúng ta đến ý B này. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Rồi muối thu được sau phản ứng thì chúng ta có sau phản ứng chúng ta có hai muối này, được chưa? Đó là gì? FeCl2 và gì? FeCl3. Rồi thầy mời Thảo Nguyên tính giúp thầy được không? Dạ thầy. Rồi tính giúp thầy đi. Dạ là bằng N nhỏ nhưng mà lớn. Rồi mol bao nhiêu? Dạ 0,1. Rồi nhân sắc bao nhiêu? Dạ là cái gì không thấy. Nguyên tử khối sắc bao nhiêu? 56 thầy. Rồi clo. Dạ clo 12 hả? Cái đó là carbon rồi. 55,5 cộng nhân cho 2. Rồi bấm máy tính đi. Máy tính NC phải đạt. Rồi rồi em đọc cái giúp phép tính đi, còn tí nữa thầy bấm máy tính sau. Các bạn bấm máy tính giúp bạn Thảo Nguyên đi. Dưới này mol là 0,2. Sắc bao nhiêu em? Sắc bao nhiêu đây? Dạ bằng 12,7 thầy. Đây này là 12,7. Rồi cam chứ, sao là thầy trong này. Rồi 35,5 x 3 bao nhiêu? 3,5 rồi. Bao nhiêu em? 2,5 gram. Bao nhiêu, bao nhiêu? 32,5 gram thầy ạ. 32,5 rồi, ok. Kiểm tra lại. 56 cộng 35,5 nhân cho 3. Rồi, đúng không ạ? Là chính xác 32,5. Rồi chúng ta để cho thầy câu B, câu B là một lần nữa này. Ở đây yêu cầu chúng ta là tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Sau phản ứng chúng ta có bao nhiêu muối chúng ta tính bấy nhiêu. Được chưa? Rồi, chúng ta đến ý D, ý C. Ý C thì nó khó hơn một xíu. Yêu cầu chúng ta là tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sau phản ứng. Rồi, để tính được nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sau phản ứng thì chúng ta phải đi tính M dung dịch sau phản ứng đã. Được chưa? Rồi, thầy xin nhắc này. Mời dung dịch sau phản ứng chúng ta sẽ lấy khối lượng của trước phản ứng là khối lượng này cộng cho khối lượng dung dịch HCl. Được chưa? Trừ đi khí tụa sau phản ứng. Chúng ta nhìn. Nhìn nha, sau phản ứng này, sau phản ứng thì thằng đây là rắn này, thằng đây là tủa này. Mà tủa bằng không rồi, không trừ. Như vậy ở đây, để tính được mời dung dịch sau phản ứng thì em lấy khối lượng của Fe3O4 cộng cho khối lượng dung dịch HCl là ra mời dung dịch sau phản ứng. Được chưa? Rồi chúng ta đi tính mờ chất tan thì chúng ta để như thế này. Sau phản ứng chúng ta có này, nhìn cái từ sau phản ứng không, hay là chúng ta nhìn vào đây cũng được, nhưng nhìn đây thì rõ hơn. Sau phản ứng thì chúng ta có HCl dung dịch này dư 0,2 mol này, thằng này 0,1 này, 0,2 này. Như vậy mờ chất tan chúng ta đã có ba thằng này này, ba cái tích của thầy này, được chưa? Là gì? Ba cái tích của thầy nó là mờ chất tan. Như vậy nhiệm vụ của thầy trò chúng ta là tính mờ dung dịch sau phản ứng bằng cách em lấy khối lượng Fe3O4 cộng cho dung dịch HCl. Khối lượng Fe3O4 đây, khối lượng HCl đây, được chưa? Rồi thầy sẽ viết nhỏ lại cho dễ nhìn. Đây, câu C, em sẽ đi tính M dung dịch sau phản ứng. Để tính M dung dịch sau phản ứng thì em lấy khối lượng của Fe3O4 em cộng cho khối lượng dung dịch HCl. Rồi, thằng đây là 23,2 cộng cho dung dịch HCl chúng ta là 100. Cho đây mình tính là bằng 123,2 gram. Rồi. Ok. Đây.
Ở đây chúng ta sẽ có này, em hiểu này, sau vựng chúng ta có ba chất lận, đó là hai CL dư này, thằng này và thằng này. Như vậy chúng ta sẽ tính ba C phần trăm. C phần trăm đầu tiên là của hai CL dư. Dạ, em lấy M cho tan hai CL này, dư chia cho M dung dịch sau phản ứng nhân cho 100%. M hai CL dư đây 7,3. Được chưa? M dung dịch sau vẫn đây 123,2 nhân cho 100%, có gì đâu, dễ vậy thôi mà. Tương tự vậy em đi tính C phần trăm của FeCl2, mình lấy M cho tan là 12,7 chia M dung dịch sau vẫn 123,2 nhân cho 100%. Sau đó em đi tính C phần trăm của chất cuối cùng là FeCl3, lấy M cho tan đây 32,5 chia cho 123,2 nhân cho 100%. Được chưa? Mình tính giúp thầy với. À, tình huống đầu tiên bằng bao nhiêu em? 5,92 rồi. Rồi 5,92. Tình huống thứ hai. Dạ 10,81%. 10,51 hay 81? Bao nhiêu em ơi? 31 này. Rồi tiếp dưới. Bao nhiêu ạ? 26,38 rồi. 26,38. Rồi ok, cảm ơn em. Vậy thôi, câu này thì nó hơi khó so với những câu trước đó. Bây giờ câu này á, thì khi chúng ta có gì, khi chúng ta có ba dung dịch, bây giờ mời chúng ta để này, sau vựng chúng ta có 1 này, 2 này, 3, ba dung dịch thì chúng ta sẽ có ba chất tan và có ba nồng độ phần trăm, thế thôi. Nhưng mà mời dung dịch sau vựng thì chỉ có một em nha. Chúng ta đến câu tiếp theo được chưa? Rồi chúng ta đến câu 13. Rồi câu 13 thì nó tương tự như vậy. Chúng ta làm một câu nữa để chúng ta rõ luôn về cách so sánh. Rồi chúng ta đến câu 13 này. Ở đây câu 13 người ta cho như sau này. Người ta cho đây là khối lượng Fe2O3 là bằng 64 gram. Rồi M dung dịch H2S4 người ta cho chúng ta là 100 gram. C phần trăm của H2S4 là bằng 19,6%. Rồi bây giờ bước đầu tiên của bài toán này, chúng ta sẽ đi tính số mol của Fe2O3. Thầy sẽ định hướng cho bạn trước đã. Em lấy khối lượng chia cho khối lượng mol này là bằng 64 này chia này 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Đó. Rồi chúng ta sẽ tính được mol. Bạn bấm máy tính cho thầy đi. Tiếp theo em sẽ tính được này. Bao nhiêu em? 0,4 ạ. Ok, 0,4 mol. À, chúng ta tính luôn cái số mol của H2S4. Bằng cách em sẽ lấy M cho tan, M dung dịch nhân C phần trăm. Tôi ghi công thức lại này. Chia cho M lớn. Đây là tính M cho tan, đúng không ạ? Xin lỗi, chúng ta chia cho 100%. Nếu mà lấy M dung dịch nhân C chia cho 100 thì đây là M cho tan. Chúng ta nhân cho gì? M lớn nữa thì ra mol. Đó. M dung dịch là bằng 100 gram. C 19,6 chia 100. M lớn của H2O4 chúng ta là bằng 98. 100 chia 100 hết này. 19,6 chia 98 ở đây mình tính được là bằng 0,2 mol. Đó. À, khi chúng ta để ý là khi chúng ta có số mol của hai chất ban đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng phương pháp là phương pháp so sánh mol. Rồi, bước tiếp theo của bài toán này là chúng ta đi ghi phương trình như thầy, phương trình. À, Fe2O3 em đi tác dụng với H2S4.
rắc kết hợp với SO4 để tạo thành Fe2, SO4 tất cả 3 cộng cho H2O. Cân bằng thì đây sẽ là 3, đây là 3 trạng thái này, cho nên là trạng thái rắn này, đây là trạng thái dung dịch này, đây là dung dịch này, còn nước thì chắc chắn nằm trong kia rồi, không cần phải nói. Mình sẽ tiến hành lập 3 dòng, ban đầu phản ứng và sau phản ứng. Mình có này, cái số mol của Fe2O3 ban đầu là 0,4 mol này. Cái số mol này là 0,2 mol này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành so sánh mol. Đây, em bấm chế độ mol 5, 1. Yeah, thì nó ra như thế này đây. Mình sẽ lấy 0,4 chia 1 là 0,4 nè. Rồi, em lấy 0,2 chia cho 3. Được rồi. Thì đây là gì? Nó bằng 0,06. Như vậy 0,4 và 0,06 thì 0,4 lớn hơn. Điều này chứng tỏ là gì? Cái H2O4 chúng ta là phưởng hết. Phưởng hết có nghĩa là gì? Có bao nhiêu phưởng bấy nhiêu. Có 0,2 thì phưởng 0,2. Được chưa? Để tính được những chất còn lại thì chúng ta dùng phương pháp chịu mol. Em lấy 0,2 này nhân 1 này chia 3 là 0,2 chia 3. Được không em ạ? 0,2 chia 3. Rồi bên này 0,2 nhân 1 chia 3 là 0,2 chia 3 luôn. Trong đây là 0,2 chia 3. Rồi bây giờ thì có như sau. Cái số mol ban đầu của mình là 0,4 đúng không em? Ban đầu là 0,4 mà vẫn là 0,2 chia 3. Chúng ta chia cho 0,2 chia 3. Rồi ở đây mình tính được bằng. Đây mời chúng ta đổi sang thì nó bằng 1/3 nha. Bằng 1/3. Đó. Đó là phương pháp so sánh mol. Rồi câu này thì nó sẽ khó hơn câu này rất là nhiều. Khó như thế nào thì nghe thầy nói đây. Câu A yêu cầu chúng ta là tính khối lượng chất chư đúng không em? Rồi sau khi so sánh mol xong thì em phải khẳng định là sau vẫn thu được cái gì đã. Rồi sau vẫn thì chúng ta có này là Fe2O3 của chúng ta bây giờ dư 1/3 mol. Tiếp tục H2SO4 hết vì nó bằng 0. Và cuối cùng là dung dịch chúng ta tạo thành là dung dịch muối sắt 3 Fe2SO4 tất cả 3. Đây là 0,2 chia 3 mol. Được chưa em ạ? Rồi, sau khi có xong rồi đó. Sau khi có xong rồi đó thì chúng ta sẽ có như sau. Rồi câu A này. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng chất dư. Thì chúng ta biết là sau phưởng thì Fe2O3 dư. Như vậy khối lượng dư đây là khối lượng của Fe2O3 sẽ bằng mol nhân M lớn. Mol là 1/3. Sắt này, sắt là 56 này nhân 2 này, oxy là 16 này nhân 3 này. Đó, tính bằng bao nhiêu? Đây, chúng ta bấm cái này. 1/3 này nhân này 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Tới thời điểm này thì chúng ta làm tròn là được. Rồi, ở đây mình tính được xấp xỉ bằng 53,33. Đây, xấp xỉ bằng 53,33 gam. Là cái thứ nhất. Ở câu B, tính khối lượng muối thu được sau phưởng. Muối thu được sau phưởng là muối này. Sau phưởng là chúng ta có đây. Muối thu được là Fe2SO4 tất cả 3. Câu B em ơi. Em sẽ đi tính khối lượng của, ở đây thì thiếu từ dư em nha. Muối là Fe2 này, SO4 tất cả 3 này. Số mol này em ơi, 0,2 trên 3. Rồi nhân cho sắt là 56 nhân 2 cộng SO4 là 96 nhân cho 3. Đó, tính bằng bao nhiêu? Ở đây 0,2 chia cho 3 nhân cho mở ngoặc 56 nhân 2 cộng 96, có 4 là 96 nhân 3.
Rồi đây em tính được xấp xỉ bằng 26,67. Rồi. Đó là ý B. Chúng ta đến ý C. Ý C thì thông thường chúng ta sẽ bị sai. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sao vỡn. Câu này thường chúng ta bị sai. Rồi chúng ta để cho thầy này cái dòng cuối cùng nha. Dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng là dòng sao vỡn này. À, chúng ta thì nhìn thấy này, dung dịch ở đây là H24 mà đã hết rồi. Được chưa? Như vậy dung dịch ở đây chúng ta chỉ có mình thằng này thôi. F2, F4 tất cả ba. Đúng không ạ? Để tính được M dung dịch sao vỡn thì em đi tính M cho tan. Mà M cho tan đã có ở câu B rồi này. Đây. Được chưa? Và bây giờ chúng ta cần phải đi tính M dung dịch sao vỡn nữa là xong. Để tính được M dung dịch sao vỡn thì câu này thông thường là mấy đứa làm sai. Để thầy giải thích cho bạn hiểu rõ. M dung dịch sao vỡn này em ơi. Thì chúng ta sẽ lấy như sau nè. À, chúng ta sẽ lấy trước phản ứng ngay chị. Trước phản ứng mình có nè. Trước này. À, chúng ta lấy hai thằng này cộng được chưa? Hai này cộng lại chúng ta trừ khí tủa đằng sau. Chúng ta nhìn cái dòng sau phản ứng này. Thằng nào là tủa, thằng nào là khí. Em hiểu nha, thằng rắn với thằng tủa là như nhau. Như vậy chúng ta sẽ trừ đi lượng dư. Để tính được M dung dịch sau phản ứng thầy nói lại. Thì em lấy khối lượng trước phản ứng đây là ban đầu đấy, hai này cộng lại. Trừ đi khí tủa đằng sau phản ứng. Đây, đây là tủa này, vì nó là rắn mà. Được chưa? Như vậy em sẽ có như sau, em lấy khối lượng của Fe2O3 ban đầu. Em cộng cho khối lượng dung dịch H2SO4. Rồi, em trừ đi khối lượng của Fe2O3 dư. Đó. Đã vào. À, ban đầu bao nhiêu nhỉ? Ban đầu của chúng ta là 64. M dung dịch của H2SO4 em. Dung dịch H2SO4 của chúng ta là đây 100. Trừ đi cái lượng dư đây em. Lượng dư đây là 53,33. Rồi bấm máy tính cho thầy bằng bao nhiêu. 110,67 đây. Ok. 110,67 gam. Rồi sau khi có rồi thì chúng ta sẽ lỗi đây là ý C em nha. Chúng ta sẽ tính được C phần trăm của dung dịch sau vẫn là C phần trăm của Fe2, F4 tất cả 3. Đó. Em sẽ lấy này. Em sẽ lấy M cho tan đây 26,67. Em chia cho M dung dịch sau vẫn đây 101,110,67 nhân cho 100%. Rồi tính cho thầy bằng bao nhiêu em ơi. Đây. Em lấy 26,67 nè. Mình nhân cho 100 nè. Mình chia cho 110,67. Rồi. Ở đây mình tính được là bằng 24,098. 098 thì tức là bằng 10 rồi. Như vậy 24,1 nha. Sắp sẽ bằng 24,1. Đó. Được chưa? Thông thường là cái C này thường hơi khó. Em ta để nha, ta nói lại. Những cái bài tập mà liên quan tới gì? Những bài tập mà liên quan tới cái nồng độ phần trăm của dung dịch sao vỡn mà có chứa chất rắn dư thì thông thường chúng ta sẽ được xử lý bị rỗi. Để xử lý nó ngon á thì ta xử lý như sau này, ta nói lại này. Mở dung dịch sao vỡn là bằng trước vỡn là có hai chất này. Em lấy hai này cộng lại. Được chưa? Rồi em trừ đi những thằng không phải là dung dịch là được. Chúng ta nhìn sao vẫn này. À, thằng này là dung dịch, thằng này dung dịch, thằng này nước cứ nằm trong dung dịch rồi. Như vậy chúng ta sẽ trừ đi thằng không dung dịch là thằng rắn đây. Em sẽ lấy khối lượng thằng này ban đầu cộng cho thằng này dung dịch thằng này trừ đi khối lượng Fe2O3 dư. Cái đó mình tính được khối lượng như này. Bây giờ M cho tan thì mình đã có ở đây rồi. Bây giờ khi có M cho tan có M dung dịch thì em sẽ tính được C phần trăm. Thế thôi.